Đấy, đất là nó như thế này thì làm sao làm được cái gì? Bạn đang làm ở trên này, trên mặt trên không này, thấy không? Rồi. Rễ thế này thì làm sao làm được cái gì? Thấy không? Này là xong rồi là để này. Dưới này trơ trọi này, thấy không? Thuốc tiên. Cái này đưa thuốc xuống đây chỉ phí tiền, tốn tiền. Đấy, làm giàu cho người khác, còn mình nghèo. Đó. Đây cái ớt này. 40 ngày tuổi, kinh. Này là đây này, anh này, thế này, màng phủ nó còn đây này, thấy không? Đó. Chỗ này cái lỗ xây, xây này dính cái vô chân gì này. Xong rồi cái bầu ớt này đặt ngay rồi, thấy chưa? Cái đó, lớp đất này thế này. Thế này sao này, nó xung quanh này còn màng phủ này. Cái này nóng ran như còn này, cục than. Thế làm sao rẽ ra được? Đó, dạ, còn y nguyên. Dạ cái này nó nằm đây cái gì? Ừ, nó đây. Đó. Thế thì làm được cái gì đây, thấy chưa? Cái này thì làm sao mà cái cây này nó lên được? Trong khi lại cái cây này lại là từ quá chết trở về chứ đâu phải là cái cây mới, đúng không? Đây cây này đây. Có cái đồng xôi bên nó ừ. Đây là cái bà này, bà để đây này, cái bà trồng cây này, trồng là măng phú vẫn còn y nguyên đây, thấy chưa? Để lên cái trên này. Đấy, để trên măng phú này, thấy chưa? Đấy, giờ mới được 1-2 cái rễ bắt đầu nó bắn xuống. Cho nó khó chắc là đấy, màng phủ thế này. Mà cái lúc mà vô cây mới này nè, phải không? Cái lỗ lúc đầu là mình xấy bởi vì cái vừa xấy lỗ vừa cho phủ cái lỗ nó bự. Đặt cái cây ớt xuống vô chân thôi, nó có nhỏ vô cho nó chín góc hàng đầu. Lấy ở trên dặn mít cái lỗ này chứ này dưới này trong lẳng. Đúng rồi. Ông với lại em nói anh cơ bản thế này này, cái đất mà mình không xới anh ạ. Cứ cơ bản cái đất mình không xới và cái đất này nó là cái đất ẩm. Đất này nó ẩm, nó đọng nước thì mình không được phép dùng cái giống mà cái hộ loang mà giống như kiểu là cái để mà đục lỗ dưa ấy, là không làm được cái đó được. Cái này là mình dùng trồng bằng dao. Trồng bằng con dao nha. Cái này là con dao lấy xỉa góc này xỉa đặt cái ớt xuống rồi để cái cục đất lên. Thế là được. Chứ không làm thế này được. Làm như thế này ấy là nó một lớp bê tông đấy. Để, bê tông nó để như thế này thì làm sao cái cây ớt nó có rễ đâu mà nó ăn ra. Này anh có tưới thuốc tiên vi sinh rồi vi siếc rồi hữu cơ rồi ấy nọ kia cũng chả giải quyết được cái gì, nó nằm lang thang trên mặt líp cơ mà. Đấy còn là cái lỗ trước đây này là do này đất này mình không xới, nghe chưa, đất mình không xới mà mình dùng cái kia đây này nó tạo thành một cái lỗ. Tức là mùa này mùa mưa này nó đọng nước. Nó đọng nước ở đây thì cái rễ vô hình dung ấy là nó ẩm hoài. Còn nhiều người còn không biết nữa cơ, đi cầm nắm cho mồi. Mồi không đặt cái ớt lên đây nữa thì mẹ cụ còn đi sớm hơn. Đấy cho nên là cơ bản là mấy cái này mình trồng sai hết. Mà bây giờ anh làm cái này theo như em ấy là tốt nhất là đừng có trồng lại nữa. Ớt giờ này anh trồng sợ nó dội Tết ấy. Không kịp. Tháng 9 ừ, nếu mà khoảng tháng 10 tháng 11 anh bắt đầu lại xuống lại thì đó, cuối tháng 9 đó là mình đặt được, bây giờ ớt còn đặt là bầu là 25 ngày chứ giờ này mà anh trồng lại đi cũng không kịp đâu. Trồng lại ra như ừ. Mà ở bên cái vườn chanh đó đấy là khoảng đó, nhưng mà lúc đó nó giá nó rẻ bèo à, giá nó rẻ được công mình bỏ ra mình đầu tư nó không có hiệu quả ấy chứ. Với lại làm ấy là em nói anh ấy, nguyên tắc cơ bản là đã trải màng phủ là líp phải thật là khô. Líp mà còn ướt chậm nhẹp ấy mà mới múc sình lên mà ông trải màng phủ là ông chỉ có chết cái bị thương thôi. Đó. Líp khi trải màng phủ ấy, còn nếu mình không trải màng phủ ấy, líp nó ướt cũng không sao. Nhưng mà đã trải màng phủ là líp phải khô. Líp mà ướt là chết. Thứ hai nữa là đục lỗ đây này, đục cái kiểu này này, thấy không? Nó như kiểu một cái ao mà. Đó, nó như cái ao. Này, nước nó xuống đây. Đấy, là nó nằm im ru đây này. Mà nhiều anh mà lại thôi bỏ thôi tôi mồi cho nó tí cho xuống đây hoặc là tí sơ dừa hay là cái mồi xuống đây là đây này nó có rút đâu. Bữa hổm em làm em lắp ví dụ như nó vậy phải không? Em không dời mà em làm đi lỗ cũ nhưng mà em dời lên vậy đó. Em lên cái phòng em mới là lắp đắp xuống cho nó bằng mới cái cây lại. Mới vô chân lại. Em lấy nước em phát nó dặn đồng dũng vậy. Thế là không ăn thua. Rồi em mới thấy vậy em mới dời qua đây em làm thử cái này tạt nước thì nó rút.
nhưng mà nó lại nó dính cái chỗ đất không, vô chân nè. Vậy không phải, với lại nó khổ cái là khi anh làm đấy á, thì cái khả năng mà rễ để nó xuyên xuống cái đất cũ ấy, nó khó, nó không khả, nó khó để nó mà xuyên rồi, xuống. Lại rễ nó bị thối, nó yếu rồi nó đâu có. Đúng rồi. Mà mình lại làm trên cái mình rời cái cây đi thì cái cây nó đã suy rồi, mà mình rời đi nữa thì nó lại cụ đi nữa. Lúc đó móc cái chỗ này nè, cái chỗ mình vô chân này là nó có rễ nó búng gần trên này. Nhưng mà làm ớt thì thôi, bây giờ đây cũng là một cái bài học này để nhiều anh em rút kinh nghiệm. Thứ nhất là cái bờ cái này là cái bờ mình để ẩm quá, ướt quá. Chẹp nhẹp mà mình trải bằng phủ này. Thứ hai nữa là cái mình đục lỗ này, đục lỗ là mình dùng cái loại đục lỗ là nó bị lèng cái mặt lỗ luôn. Nó là nước nó không thoát. Nó như cái chén chứa nước ấy. Nó không thoát. Thứ ba nữa, nếu có rời cây lên thì rời lên thế này thì không có đục lỗ mà lại rời, nhiều khi đặt lên là màng phủ nó vẫn còn chưa giạt ra này. Đặt trên màng phủ luôn. Đây là cái bài học mà xương máu này, đau thương này. Mất gần 100 triệu. Mất 100 triệu cái chỗ này. Và lại còn ra mất cả mùa vụ luôn, không có biết trồng cái gì nữa. Và còn tưới thêm vài cữ thuốc nữa. Rồi cả cái gì tưới phân kích rễ, kích cái hoa kỳ, hoa kéo thì càng tưới càng chết. Cây này thì không thể phục hồi được, chịu. Cái này là chắp tay lại cụ. Thôi em đi đây. Chắp tay em lại cụ thôi. Đây. Này thì thua. Không cứu được. Nói chung là thôi. Tốt nhất là đau thương tí rồi thì sửa lại cái clip. Với lại mực nước nó cứ bư thế này thì căng lắm. Phải sửa lại cái bờ, làm cho cái bờ nó cao ráo lên, nước sâu xuống thì mới được. Phải đầu tư thêm đợt nữa, chứ giờ thế này thua. Xuống lại vụ dưa leo đi, vớ vẩn ăn dưa leo Tết khi ruộng vàng, ruộng cây hết trơn rồi, giờ bán cho chị hết trơn luôn rồi. Giờ... căng. Thì căng như đợt trước, lúc đang trồng cũng ruộng cây bán cho chị hết trơn rồi, giờ... mua lại cái chồng lại nghe chăng, cái mùa dịch nó buông 32.000. Đúng rồi, mà chết luôn. Không được á, nhà quen với dạng như là chủ tịch huyện này kia, tịch mua dịch được. Đấy, bài học lớn, đau lương, mất mấy trăm triệu. Sợ thật. Giờ cái công lột màng phủ ra xong rồi sửa bờ. Sới giờ lên. Nếu mà lột phủ không, nếu mà tiền lột phủ không hết trơn đó ha. Là cũng từ giá 5 triệu. 5 triệu cái chỗ này. Ôi chết luôn. Phủ không đó, mà phủ mới là bỏ luôn đó. Không, đừng. Cái này á, kéo màng phủ cho xuống mương hết. Xong mà mình phơi bờ. Kéo màng phủ cho xuống một bên mương. Xong phơi bờ đi cho nó khô đi, nó ráo đi. Xong mình sửa lại cái bờ xong rồi bắt đầu lại đưa màng phủ lên được. Ốp lại chứ đừng vất màng phủ nó đi. Còn nếu mà trồng rơm thì nhưng mà ở đây cỏ dữ quá. Sới thì đưa nước ngâm rồi diệt mầm cái thì nó cũng đỡ. Nó cũng là từ tháng cơ bản là thương đau thế này thôi, rồi thôi bài học đấy, bài học mất nhiều tiền quá. 80 triệu, gần 100 triệu. Mua cái bài học quá đắt. Ok anh.